những món đồ thông dụng bạn vẫn dùng sai cách hàng ngày nhiều khi mọi người hay sử dụng mọi thứ theo thói quen mà ít khi tìm hiểu rõ công dụng của tất cả thiết kế trên bao bì sản phẩm bạn nghĩ rằng mình biết hết cách sử dụng của những sản phẩm gia dụng hàng ngày và mình không hề dùng sai vì xung quanh ai cũng làm như vậy vậy thì bạn hoàn toàn sai có nhiều cách chính xác sử dụng các sản phẩm với những thủ thuật nhỏ mà công ty sản xuất không chỉ rõ, nhưng đó thực sự sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Trên hộp đựng, màng bọc thực phẩm có hai miếng giấy ở hai bên, đã được cắt răng cưa, thiết kế này giúp giữ cho cuộn ni lông không bị trượt ra ngoài khi kéo, màng bọc để sử dụng. Bạn phải làm gì khi mua thạch, sữa chua, mà không có thìa, chiếc nắp đựng, được thiết kế đủ sắc bén, và cứng cáp giúp bạn biến tấu thành một chiếc thìa tiện dụng. Mọi người thường hay lầm tưởng càng nhiều kem đánh răng càng sạch. Tuy nhiên, ít ai biết đây là một chiêu trò quảng cáo của các công ty sản xuất kem đánh răng để người tiêu dùng sử dụng nhiều hơn Mọi người chỉ cần một lượng kem đánh răng nhỏ bằng móng tay để vừa sạch miệng và bảo vệ men răng. Bất kỳ bộ phận nào trên lon nước ngọt cũng có tác dụng của nó. Lỗ tròn trên nắp bật giúp dỗ ân hút khỏi chạy lung tung đối với những người không tiện giữ tay. Giữ cho dây nối điện khỏi tuột bằng cách buộc một nút thắt trước khi cắm. Chiếc lỗ trên tay nắm của song nồi thực sự dùng để giữ thìa đũa. Buộc chỉ nha khoa thành vòng giúp bạn không bị tuột tay khi sử dụng. Ba mấu ở trên nắp cốc nhựa thực tế vừa khít với phần đáy để giúp cốc đứng vững. Để chế bia cà chua bi. Bạn nên đậy một chiếc đĩa lên trên, giữ chặt và đưa dao một lượt thay, vì ngồi xẻ đôi từng quả, đặt một chiếc thìa gỗ lên trên miệng nồi nước đang sôi để tránh trào ra ngoài. Thìa gỗ hấp thu bất nhiệt lượng cũng như làm vỡ các bong bóng nước. Kéo các cạnh của hộp nước để bé có thể cầm thay vì cầm vào hộp để nước không trào ra ngoài. Bạn nên giữ nút đóng cửa trong khi bấm chọn tầng trong thang máy. Chúng sẽ đi thẳng đến tầng bạn muốn mà không dừng lại. Mẹo vật này có thể sử dụng đối với hầu hết các thang máy trên thế giới thay vì cố bóp chút kem đánh răng còn sót lại bằng tay, hãy sử dụng một chiếc ghim kẹp tóc, thay vì giặt quần bò sau mỗi lần mặc, bạn nên cho chúng vào túi và cắt vào ngăn đá tủ lạnh, quần bò sẽ biến mất mùi hôi và bạn sẽ ít phải giặt giữ hơn, tránh bay màu. Nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.